Chào mừng quý vị đã quay trở lại cùng với kênh Phong Thủy Phát Tài. Như thường lệ, trước khi bắt đầu 30 tập xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng, may mắn và thành công. Hôm nay Phong Thủy Phát Tài sẽ cùng quý vị khám phá tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Chúng tôi sẽ mang đến những dự báo về công danh, tài lộc, sức khỏe và tình duyên cho từng con giáp. Ai sẽ gặp nhiều thuận lợi và ai cần cẩn thận trong ngày hôm nay. Hãy theo dõi đến cuối video để lắng nghe những lời khuyên giúp quý vị đón nhận thêm may mắn và vượt qua khó khăn. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ 30 tập chương trình nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết về thông tin tử vi hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2024. Dương lịch là thứ sáu, lịch âm là ngày 16 tháng 9 năm 2024, tức ngày Ất Mão tháng Giáp Tuất năm Giáp Thìn. Cung giờ hoàng đạo bao gồm giờ tí 23 giờ đến 0 giờ 59 phút, giờ dần 3 giờ đến 4 giờ 59 phút, giờ mão 5 giờ đến 6 giờ 59 phút, giờ ngọ 11 giờ đến 12 giờ 59 phút. Giờ mùi 13 giờ đến 14 giờ 59 phút, giờ dậu 17 giờ đến 18 giờ 59 phút. Giờ hắc đạo bao gồm giờ sửu 1 giờ đến 2 giờ 59 phút. Giờ Thìn 7 giờ đến 8 giờ 59 phút, giờ Tỵ 9 giờ đến 10 giờ 59 phút, giờ Thân 15 giờ đến 16 giờ 59 phút, giờ Tuất 19 giờ đến 20 giờ 59 phút và giờ Hợi 21 giờ đến 22 giờ 59 phút. Các ngày kỵ trong ngày hôm nay, không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương, dương công kỵ nhật nào. Ngũ hành trong ngày hôm nay, ngày Ất Mão, tức can chi tương đồng cùng mộc ngày này là ngày cát nạp âm ngày đại khơi thủy kỵ các tuổi kỷ dậu và đinh dậu ngày này thuộc hành thủy khắc với hành hỏa ngoại trừ các tuổi kỷ sủ đinh dậu và kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung dậu hình tý hại thìn phá ngọ Tuyệt thân Hôm nay ngày 18 tháng 10 năm 2024, sau đây là bệnh tổ bất Kỵ nhật. Ác, Bắc tải thực Thiên Chu Bắc trưởng không nên tiến hành các việc liên quan đến dâu chồng, ngàn gốc không lên. Mão, Bắc xuyên tỉnh tuyền thủy Bắc hương không nên tiến hành đào giếng nước để tránh nước sẽ không trong lành. Khổng minh lục diệu, ngày đại an tức ngày cát là ngày tốt, mọi việc đều được yên tâm hành sự thành công nhị thập bát tú tên sao sao can tên ngày can kim long ngô hán xấu hung tú tướng tinh con rồng chủ trị ngày thứ sáu nên làm công việc liên quan đến các may áo màng sẽ đặng nhiều lộc ăn kiên cử trung cấp bị trùng tan vì vậy để tránh điềm giữ quý bạn nên chọn một ngày tốt khác để tiến hành trung cấp. nếu cưới gã e rằng phòng không giá lạnh nếu tranh đấu kiện tụng thì lâm bại, nếu khởi dựng nhà cửa chết con đầu, trong 10 ngày hoặc 100 ngày sau thì gặp họa, rồi từ đó lần lần tiêu hết ruộng đất. Còn nếu làm quan bị cách chức, sao can thuộc vào thắt sát tinh, nhằm ngày này sanh con ắt sẽ khó nuôi, cho nên lấy tên của sao để đặt cho con thì được yên lành. Ngoại lệ, sao can nhằm vào ngày rằm là diệt một nhật cử làm rượu, thừa kế sự nghiệp, lập lò gốm, lò nhộm hay vào làm hành chính. Thứ nhất, đi thuyền chẳng khỏi nguy hại vì diệt một có nghĩa là chìm mất. Sau can tại mùi, hợi, mão thì trong việc điều tốt. Thứ nhất, tại mùi. Sau can, kim lâm con rồng, kim tinh, sao xấu, kỵ gã cưới và say cắt đều phòng dễ bị tai nạn. Thập nhị kiến trừ trực chấp nên làm lập khế ước giao dịch động thổ sang nền cầu thầy chữa bệnh đi săn thú cá tìm bắt trộm cướp xây đắp nền tường không nên về nhà đi chơi xa mở cửa hiệu buôn bán xuất tiền của sao tốt thánh tâm tốt cho mọi việc nhất là cầu phúc cúng bái tới tự lục hợp tốt cho mọi việc sao xấu hoang vu xấu cho mọi công việc câu trận hắc đạo, kỵ việc mai táng. Hướng xuất hành trong ngày hôm nay. Xuất hành hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Xuất hành hướng Đông Nam để đón tài thần. Tránh xuất hành hướng chính Đông gặp hạt thần xấu. Tiếp theo chương trình xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Đầu tiên xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu về con giáp tuổi Tý Xem tử vi hàng ngày tuổi Tý được tam hội cục chống lưng, vận trình ngày mới khá may mắn. Bản mệnh không phải quá vất vả nhưng công việc vẫn đạt thành tích tốt. Một số người làm lãnh đạo được nhân viên hỗ trợ hết mình, bạn cũng có tiếng nói uy tín ở cơ quan. Hôm nay cũng là dịp thích hợp để mở rộng các mối quan hệ đối tác của mình, tìm thêm các nguồn hợp tác và hỗ trợ bạn trong tương lai. Tuy nhiên, bạn đừng quên duy trì các mối quan hệ cũ trước khi mời gọi thêm những đối tác mới nhé. Chuyện tình cảm của những chú chuột có một vài điểm sáng nhất định. Người độc thân vượng đầu ha, nhờ bản tính hài hước của mình mà tuổi này dễ nhận được sự chú ý của những người khác phái. Đây là cơ hội tốt để tìm kiếm một nửa phù hợp. Và sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi tý trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Bính Tý. Trong hôm nay, đối với Bính Tý có hỷ sự, tin vui, hoặc có tin tức tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh tiền bạc, hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. ngày có sự bận rộn về sự giải đáp, thư tín hoặc có lời khuyên giải giúp đỡ người khác. Tiểu vi tuổi giáp tý trong ngày thứ sáu. Hôm nay bản mệnh dễ nhận những tin tức về tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lộc của người ở nơi xa khiến mình có sự hao tốn tài lộc về giấy tờ, pháp luật hoặc do người cộng sự cấp trên gặp đủ ro gặp chuyện buồn ảnh hưởng đến danh phận tiền bạc của mình vận trình tài lộc vào ra thất thường xem tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi nhâm tý trong ngày này bản mệnh sẽ có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính mọi việc không nên ngại sự chậm chạp vẫn có kết quả tốt ngày có sự gặp gỡ hội họp tiệc tùng cuộc vui có người ở xa trở về hoặc có tin của họ tử vi trong ngày thứ sáu của tuổi canh tý Tử Vi ngày hôm nay cho biết có nhiều thuận lợi cho việc kết bạn, đến ước, hội hợp, tiệc tùng, đình đám. Bản mệnh dễ nhận tin vui nơi xa hoặc là sẽ có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân. Thuận lợi cho việc khởi công, hợp tác, đầu tư, kết thúc công trình và ngày tài lộc tốt. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc các tường xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thình, thăng, sú, con số may mắn 23, 56 và số 78. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Người tuổi Sửu may mắn được thiên tài chiếu mệnh, vận trình ngày thứ sáu này vô cùng rộng mở, chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh gặp người đáng tin cậy, ít có trở ngại kinh doanh buôn bán cứ giữ vững phong độ này thì lợi nhuận luôn được đảm bảo chẳng những vậy đường công danh sự nghiệp của tuổi sủ khá tốt một phần là do con chấp này chăm chỉ mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ không phải một mình gánh vác vận trình tình cảm về cơ bản là ổn định thế nhưng cũng có lúc bản mệnh cảm thấy mối quan hệ của mình và nữ kia không được gắn kết như các cặp đôi khác Thực ra vấn đề nằm ở chính suy nghĩ của bạn nên con chấp này hãy sống cởi mở hơn, đừng tự gây áp lực cho cả hai. Và sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi sủ trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi đinh sủ. Trong ngày hôm nay có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây đắc rối hoặc là những trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm, không nên tin vào người khác, hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Ngày dễ có sự bạc bẻo, hời hợt trong tình cảm, đi xa hoặc là nếu có di chuyển không có lợi hoặc phải nhập công mới có kết quả. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Ất Sửu. Mọi việc trong ngày hôm nay chớ nên vội vàng quyết định cho dù có tiến hành cũng dễ gặp phải cản trở. Tuy nhiên không nên bỏ dở và chờ tin tức khác. Ngày có tin buồn, có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng. Hôm nay là thời điểm thuận lợi cho sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi quý sửu trong ngày thứ sáu, trong ngày đây là thời điểm mà bản mệnh không nên toan tính hoặc bày vẽ thêm mọi việc sẽ không có kết quả mà còn gặp sự khó khăn, hao tốn. Đây là ngày dễ gặp phải những chuyện không đâu, không có lợi, chỉ nhận được những tin buồn. Dù có người đến đem lại lợi lập cho mình cũng phải có sự hao tốn, chia sẻ sức khỏe cơ bản mệnh không tốt và ngày có tin xa. Tử vi tuổi Tân Sửu trong ngày 18 tháng 10 năm 2024, ngày mà sẽ có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc, ngày có tin buồn có người đến đem lại sự bất lợi cho mình, ngày có tin không tốt của thân nhân bè bạn trong một chuyến đi hoặc công việc và ngày tài lập trung bình. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê vàng, quý nhân phù trợ, tỵ, chậu, tý, con số may mắn 98, 45 và số 18. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi dần trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi dần được lục hợp hỗ trợ có thể đi tắt đón đầu với những cơ hội phát triển trong ngày hôm nay. Sự chăm chỉ, cằn cù đã giúp bản mệnh nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước điểm giúp con chấp này gia tăng khả năng thăng tiến trong tương lai. Các khí trong hôm nay cũng báo hiệu tin vui tài lộc cho con chấp này, nhất là với những ai đang làm nghề tự do, bản mệnh có thể tham gia một khoản đầu tư triển vọng hoặc đạt được những mối quan hệ hợp tác quý giá đây có thể coi là cơ hội vàng để gia tăng thu nhập nhanh chóng thủy sinh mộc còn cho thấy vận tình duyên khá bình ổn các cặp đôi luôn biết thấu hiểu và nhường nhịn để tình cảm được lâu bền người độc thân hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn đừng để bản thân bị chi phối quá nhiều bởi lời nói của người khác và sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi dần trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi mậu dần. Ngày có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổ mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết. Mọi việc nên kết thúc, không nên tiến thêm sẽ có hại. Tử vi tuổi bính dần trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Trong ngày dễ nhận tin buồn về công danh, tài lộc cũng như bổn mạng của người thân bè bạn. Tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm hoàn cảnh sống của người thân khác. Ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ, ngày có cuộc vui nhỏ, sự đi lại di chuyển có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút, vận trình tài lập trung bình. Tử vi trong ngày thứ sáu của tuổi giáp dần. Hôm nay mọi việc tốt hơn nên từ tốn, chậm rãi chứ không nên quyết định mau chóng bởi sẽ gặp nhiều điều bất lợi, đừng có ngại sự khó khăn nên đi xa tiến hành việc thay đổi phương hướng làm ăn cũng như là về mặt tình cảm ngài có tin tức tốt về công danh nơi ăn chốn ở của bè bạn người thân Ngày tài lập trung bình hạt các nghề nhiếp ảnh điện thoại công nghệ thông tin vi tính thời trang kiến trúc địa ốc bảo hiểm và thị trường chứng khoán tử vi tuổi nhâm dần trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 Hôm nay công việc dễ bị bỏ dở, bỏ ngang do có sự kiện khác xảy ra, hoặc có cuộc gặp gỡ ngắn hạn vừa về công việc vừa về vui chơi, tình cảm. Ngày có tài lộc nhưng dễ hao tốn, bản mệnh không nên bàn chuyện của người khác hoặc nhúng tay vào công việc của người khác. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc các tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ ngọ hợi tuất con số may mắn số 02, 34 và số 77. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi mão trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tam hợp xuất hiện, người tuổi mão đang có được những mối hợp tác làm việc kinh doanh tốt đẹp, bản mệnh biết cách tạo lập được uy tín nhờ vào kinh nghiệm của mình, khiến mọi người xung quanh kính nể nhờ cái tầm nhìn xa, chăm trọng mà con chấp này có thể hướng tới những mục tiêu lớn hơn. tuy nhiên, có đôi khi bản mệnh thể hiện tính hiếu thắng của mình quá mức cần thiết, đây là điều nên điều chỉnh lại càng sớm càng tốt. khi đứng trước cơ hội, con chấp này cần phải suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng đâm đầu vào những việc nằm ngoài khả năng của mình. vận trình tình duyên của bản mệnh vô cùng hài hòa, ngũ hành tương sinh giúp con chấp này có thêm thời gian cho gia đình, người thân. Công việc cũng khá nhẹ nhàng và nhàn hạ nên bạn có thể chuyên tâm bồi đắp, vun vén tình cảm với nữ kia để tăng sự gắn kết và khăn khít. Và sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi mão trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi kỷ mão, ngày có nhiều tin tức xấu không thuận lợi cho mọi việc. Bản mệnh không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại, dễ có sự buôn ba vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của quý nhân hay cấp trên và ngày có lộc nhỏ. Xem bối tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 cuối tuổi Đinh Mão. Bản mệnh trong hôm nay nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều việc hư hại hoặc nhiều chuyện xảy ra không tốt ngoài dự tính. Nếu là ngày chủ về tình cảm, đình đám, tiệc tùng cũng chậm trễ, không được như ý. Ngày có tin tức về tiền bạc nhưng còn chậm chạp chưa đến dễ hao tài. Tử vi trong ngày thứ sáu của tuổi ất mão, ngày dễ có tin hoặc công việc đến không nên vội vàng tiến hành giải quyết vì sẽ không đúng với mục đích nên chịu khó nghe sự góp ý kiến của người khác. Đây chính là vận công việc chung, vận trình tài lập trung bình. Ngày có tin tức tốt xấu lẫn lộn về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Có người đi xa, có khách đến. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi quý mão. Ngày có tiệc tùng, đình đám, hội họp gặp gỡ bề bạn thân nhân. Bản mệnh không nên bày vẽ, kéo dài mọi việc sẽ có chuyện không hay hoặc gặp bất lợi cho mình. Ngày dễ gặp rủi ro, tranh cãi, xung đột, việc đến không được như ý, trọn vẹn và ngày có lời trách oán. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc các tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất, con số may mắn 12, 56 và số 70. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi thìn trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Trong ngày được chính tài hậu thuẫn, người tuổi thìn nắm được bí quyết để đưa ra công việc lên một tầm cao mới. Nhờ vậy mà tài lập cũng khởi phát lên trong thấy. Con giáp này hứa hẹn sẽ nhận được nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu của mình trong thời gian ngắn. Với người làm kinh doanh, cũng bởi có định hướng đúng đắn, hợp tác đúng người nên mọi việc suôn sẻ, mang lại nguồn lợi nhuận khá lớn, đủ để bản mệnh tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian tới. Tuy nhiên, bạn cũng nên tránh tiêu xài hoang phí để bảo vệ vận may của mình. Rất tiếc khi vận tình cảm có phần kém sắc vì thổ thủy tương khắc dù tuổi này đã cho đi nhiều nhưng không được đáp lại, tình cảm đơn phương chỉ khiến bạn tự làm khổ mình. Với các cặp đôi, hai bạn nên sang sẻ cùng nhau, đừng để mâu thuẫn như giọt nước tràn ly. Và sau đây là luận giải chi tiết về từng tử thiền trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi canh thìn. Trong ngày này, bản mệnh dễ gặp phải tin tức ở xa, sẽ có người tìm đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến. Ngài có tin tức tốt về tiền bạc, tài lộc nhưng dễ hao vì trao thiệp, chia sẻ. Ngày có cuộc vui ngắn và có tin buồn. Tử vi cuối tuổi mậu thìn trong ngày thứ sáu. Ngày hôm nay bản mệnh sẽ nhận tin tức ở xa, tốt xấu lẫn lộn. Mọi việc nên chờ đợi, không nên vội vã tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Ngày có người xa đi, gặp lại người xưa, tài lập trung bình. Đây chính là ngày có sự định kỳ, đáo hạn, đến hẹn. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Bính Thìn. Hôm nay cần phải có sự quay lại nơi chúng cũ để giải quyết các công việc cần thiết. Ngày có tin buồn về tình cảm hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn, hẹn ước, có tin tức tốt ở xa và ngày có tài lộc. Tử vi tuổi Giáp Thìn trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Mọi việc trong ngày nên tiến hành theo đúng như dự tính, có thể đứng đại diện cho nhóm bạn, đồng sự khi hợp tác, ký kết, thảo luận, người trẻ tuổi sẽ là người đắc lực của mình trong vai trò ứng phó phụ tá quan hệ về tình cảm rất tốt thuận lợi cho việc đính ước nhưng cũng nên đề phòng có sự trở ngại vì có đệ tâm nhân xuất hiện hoặc có điều kiện ngoài khả năng của mình nên nhẫn nhịn chớ tranh cãi ngày có hỷ sự tài lộc chưa đến hoặc có mà phải phân chia hoặc chỉ có lộc ăn quà tặng lộc của sự hẹn ước vừa ý các chỉ số trong ngày sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân, con số may mắn số 01, 45 và số 77. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Ngày Mão Tỵ tương xung Tuổi tỵ được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn do quá trình làm việc dễ xảy ra khúc mắc tranh cãi với người khác. Ngày này bạn được khuyên nên hạn chế ăn nói bừa bãi. Người khác góp ý thì nên lắng nghe, đã rồi phản biện sau kẻo vướng họa thị phi. Bên cạnh đó, những chú rắn còn cần đề phòng các việc liên quan đến tố tụng, pháp luật hay gặp các rối với chính quyền. Đêm báo tử vi cho thấy hung vận tăng cao, bản mệnh hãy làm việc một cách nghiêm túc, tuân thủ pháp luật và đừng bao giờ nghĩ tới việc làm ăn đen tối hay lừa lọc kẻo sẽ phải trả giá ngũ hành thủy hỏa xung khắc đe dọa tới mối quan hệ tình cảm của tuổi này cãi vã thường xuyên đẩy tình yêu của hai bạn ngày càng đi vào ngõ cụt con chấp này cứ cố chấp làm theo ý mình mà không chịu để ý cảm xúc của đối phương thì sớm muộn gì cũng tan vỡ và sau đây là luận giải chi tiết về trần tuổi tỵ trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Tân Tỵ. Ngày có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn. Việc vui chơi không nên quá lời. Tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải có sự chi chát và ngày có tin buồn. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Kỷ Tỵ. Hôm nay bản mệnh không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc tin tức điều trọng có trở ngại. Ngài có tài lộc nhưng dễ hao nên kết thúc công việc. Tử vi tiểu đinh tỵ trong ngày thứ sáu. Hôm nay không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Nếu có đến hỏi ý kiến của mình, không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi ất tỵ. Hôm nay việc như thế nào thì cứ để yên, không nên tan tính vội vàng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối. Công việc dễ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến, hoặc có sự hư hại, hoặc có tin không tốt, không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn, sự đi hay ở đều khó quyết định và ngày tài lập trung bình. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lập 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường đỏ cam quý nhân phù trợ sủ, dậu thăng con số may mắn số 13, 57 và số 01 và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi ngọ trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 tuổi ngọ có thể tranh thủ ngày hôm nay để tiến hành các dự định hợp tác, đàm phán làm ăn bởi có thực thần che chở, khứ hẹn đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Hôm nay là thời điểm thích hợp để thúc đẩy mối quan hệ xã giao, đẩy nhanh những công việc cần triển khai trong thời gian tới. Tuy nhiên, hãy xem xét đâu là cơ hội phù hợp nhất với bản thân mình, đừng đâm đầu mù quán. Một số thay đổi lúc này khá phù hợp để người tuổi ngọ có thêm động lực dấn thân vào những thử thách. Bên cạnh đó, bạn cũng phải đề phòng có kẻ ghen tị, tiểu nhân dòm ngó. Tuy nhiên, vì ngũ hành tương xung nên tình hình sức khỏe của con chấp này trong ngày hôm nay không được đảm bảo bản mệnh bạn rộn với công việc trong những ngày hôm nay. Lại thêm thời tiết thay đổi thất thường nên dễ ống vặt, đặc biệt cần chú ý các bệnh về đường hô hấp. Và sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi ngọ trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi nhâm ngọ, trong ngày có sự hò hẹn gặp gỡ giữa mình và thân nhân, bè bạn, có tiệc tùng, đình đám, vui chơi hoặc có tin tức tốt về công danh, tình cảm, Ngày có nhiều chuyện xảy ra cần phải có sự dàn xếp khéo léo để giải quyết tất cả, nên cẩn trọng khi đi lại, di chuyển có trở ngại nhỏ. Tử vi trong ngày thứ sáu của tuổi canh ngọ, ngày bạn sẽ được nhận nhiều tin vui, hỷ sự, tiệt tùng gặp gỡ, ngày có người đi xa hoặc có tin tức ở xa, nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển đi lại có rủi ro, ngày có sự thuận lợi về tiền bạc, công việc, làm ăn. Tử vi tuổi mậu ngọ trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 Hôm nay là thời điểm có nhiều sự hội hợp, gặp gỡ, tiệc tùng, có tin tốt, thuận lợi về tình cảm, tài lộc, có tin tức ở xa hoặc người xưa quay trở về. Trường hợp mà có người đến bàn chuyện hùng hợp, hợp tác thì nên nhận lời. Ngày có quà tặng lộc ăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Trong ngày mọi việc không nên chờ đợi, cần phải tiến hành hoặc phải tìm phương hướng khác để giải quyết. Ngài có tin tức ở xa hoặc có thân nhân bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ, có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả giúp đỡ. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi giáp ngọ. Hôm nay là ngày nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc tìm phương kế khác có lợi hơn là làm theo lối cũ. Ngày có tin hoặc có quý nhân bạn bè đến đem lại chuyện vui tinh lành. Ngày tài lộc vào nhanh ra nhanh, có sự tu bổ dọn dẹp, sắp xếp lại công việc, đồ đạc vật dụng, Ngày có hội hè vui chơi, hò hẹn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, tím. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi. Con số may mắn: 22, 44 và số 79. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Trạng thái tinh thần của người tuổi Mùi khá tích cực trong hôm nay, cục diện tâm hợp hỗ trợ nên tuổi này luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, không nên lý tưởng hóa mọi việc, kẻo khi gặp chắc trở, bản mệnh dễ cảm thấy chán nản buông xuôi. Nhân duyên trong ngày này cũng khá rộng mở, vốn bản tính hiền hòa và vui vẻ, các mối quan hệ xã giao của Mùi vẫn đang phát triển khá thuận lợi. Nhờ đó, dù có đối diện với khó khăn, tuổi này cũng không phải quá lo lắng bởi xung quanh chắc sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi càng ngày càng tốt đẹp hơn, có thể sẽ tính tới chuyện xa hơn, gia đạo im ấm, vợ chồng càng ngày càng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, đôi bên đều chủ động, nhúng nhường và muốn vuông vén tổ ấm. Và sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi mùi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Quý Mùi. Ngày có nhiều sự việc xảy ra rất bận rộn khiến mình phải lo toan giải quyết. Ngày có sự tư bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng hoặc có cuộc gặp gỡ thân nhân bè bạn. Ngày có tin buồn, sức khỏe không tốt và tài lộc dễ hao. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Tân Mùi. Hôm nay có nhiều sự bận rộn cần phải lo toan giải quyết trong nhà hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe trong ngày không tốt, mọi việc khó thành, không thuận lợi, bản mệnh không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi kỷ mùi trong ngày thứ sáu Mọi việc trong ngày không nên lo là, dễ gặp rủi ro hoặc bị trách oán dèm pha. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm hoặc có sự hư hại về đồ đạc, nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại, ngài có tin buồn và tài lập không tốt. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Đinh Mùi. Hôm nay sự mong cầu về tin tức hay công việc đều chậm chạp, chắc chở. Ngày có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Ngày có tin buồn và tiền bạc còn khó khăn. Tử vi tuổi Ất Mùi trong ngày thứ sáu. Hôm nay bạn nên bình tĩnh, mọi việc chớ nên hấp tấp tiến hành nhanh chóng. Dù sự việc có cấp bách, càng chậm càng tốt sẽ có lợi. Nên tiếp tục lắng nghe hoặc chờ đợi tin tức mới sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều tin tức hoặc có tiệc nhỏ, nhà có nhiều người đến, có tin buồn về sức khỏe của người thân ở xa, ngày hao tài về mua sắm giao thiệp. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc các tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ. Ngọ, Mão, Hợi, con số may mắn 13, 47 và số 88. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi thân trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Ngày xuất hiện cục diện tương hại, người tuổi thân có thể phải chịu nhiều thiệt thòi, ấm ức nếu xảy ra khúc mắc với người khác. Dù bạn không phải là người làm sai nhưng sẽ xuất hiện tình trạng bị đú lý hoặc bị hiểu lầm tốt nhất nên tránh tối đa những va chạm trong hôm nay. Ngày này nếu việc tranh cãi là cần thiết để giải quyết vấn đề thì bạn cũng nên chú ý kiểm soát cảm xúc và ngôn từ, đừng làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Bản mệnh phải biết mình muốn gì, thật sự cần gì, chỉ nên tranh luận ở mức vừa phải để làm rõ quan điểm của mình. Bù lại, kim thủy tương sinh báo hiệu vận trình tình duyên khá vượng, các cặp đôi có thêm cơ hội hâm nóng tình cảm, nuôi dưỡng tình yêu, với người độc thân bạn cũng có một vài cơ hội gặp gỡ hẹn hò thế nhưng chỉ trên mức tình bạn một chút chứ vẫn chưa đến tình yêu đừng nên vội vàng mà đốt cháy giai đoạn và sau đây là luận giải chi tiết về trần tuổi thăng trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi nhâm thăng hôm nay cho dù có làm việc gì cũng không nên hấp tấp dễ gặp rủi so, kết quả không được như ý chuyện tình cảm không nên dây dưa hoặc là nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt, dễ mất uy tín. Ngày có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi canh thân. Hôm nay là ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Công việc dễ có sự bỏ dở hoặc có sự thiếu sót gặp trở ngại. Ngày có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi trong ngày thứ sáu của tuổi mậu thân, Ngài có sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả, nên phải tiến hành giải quyết công việc. Bản mệnh không nên ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Bính Thân. Hôm nay nếu cần giải quyết việc gì thì tốt nhất nên hỏi ý kiến của quý nhân, nên đi xa, di chuyển. Sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp, không nên vội vã tiến hành. Vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thật, nếu có thật cũng có sự thiếu sót. Nghe có tin vui về chuyện tình cảm và tài lộc tốt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ. Con số may mắn: số 13, 55 và số 70. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi dậu trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Thứ sáu này người tuổi dậu đụng độ hung tinh thiên quan nên công việc xuất hiện nhiều vấn đề căng thẳng. Con giáp này và đồng nghiệp có những suy nghĩ góc nhìn khác nhau. Ai cũng tin chắc là mình đúng nên rất dễ xảy ra xung đột. Thực tế bất đồng quan điểm xảy ra khiến tinh thần của bạn khá chán nản và nặng nề. Tuy nhiên, Điều quan trọng là đôi bên đều cần lắng nghe những chia sẻ của đối phương để có thể tìm ra tiếng nói chung, giúp cho công việc chung được suôn sẻ hơn. Ngũ hành sinh xuất cũng gây ra một vài đắc rối trong vận tình cảm của tuổi này. bắn mệnh và nữ kia dễ nảy sinh tranh cãi, mặc cho những cố gắng hàng gắn của bạn thì đối phương vẫn muốn làm quá mọi chuyện lên. Và sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi dậu trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Quý Dậu. Ngày có sự chờ đợi chậm chạp, lâu lắc về kết quả công việc hoặc có sự sai hẹn, dày hẹn cho các việc đã có dự tính trước. Ngày tài lộc dễ có sự hao tốn về công việc hoặc vui chơi tiệc tùng quà tặng. Tử vi trong ngày thứ sáu của tuổi Tân Dậu. Trong ngày nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên nhận lời. Ngày có cuộc đi chơi vui ngắn hạn, ngày thuận lợi cho việc kết bạn đến ước nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình, ngày có quý nhân đến giúp đỡ và ngày tài lập còn chậm chạp dễ hao. Tử vi tuổi kỷ dậu trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Hôm nay bản mệnh không nên hấp tấp trong mọi việc, nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Ngày có tin buồn, ngày có sự hao tốn về cho tiếp, giúp đỡ, tiệc tùng, đình đám. Tuy nhiên vẫn có tài lộc hoặc chuyện vui. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Đinh Dậu. Ngày sẽ có sự gặp gỡ hội hè trong ngày thứ sáu này để có thể là cuộc hội họp bạn bè thân nhân có chuyện vui, nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Ngày hao tốn về tiệc tùng mua sắm, cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái. Tử vi trong ngày thứ sáu của tuổi Ất Dậu, Hôm nay bản mệnh không nên nóng nảy hoặc hấp tấp vội vàng khi có tin không thuận lợi cho mình về công danh cũng như về tiền bạc. Mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng, nên tìm gặp quý nhân thăm hỏi và ngày có tin buồn ở xa. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc các tường trắng, xám, quý nhân phù trợ. Tỵ, Sửu, Thìn, con số may mắn số 11, 56 và số 88. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Người tuổi Tuất có một ngày khá nhàn nhã, ổn thỏa từ công việc cho đến tài lộc. Về cơ bản con giáp này không gặp phải bất lợi gì. Công việc cũng giải quyết im đẹp nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp Bản thân con chấp này cũng làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết và cẩn thận hơn. Chính tài dự báo tài lộc vẫn có thể về tay nếu như bản mệnh biết chủ động nắm bắt thời cơ. Dù bạn vẫn luôn thận trọng nhưng cũng đừng quá e ngại trước những rủi ro có thể gặp phải. Cần biết linh hoạt một cách thông minh để hạn chế rủi ro thấp nhất. Tuy nhiên, đường tình duyên của người tuổi Tuất không mấy vui vẻ vì ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bầu không khí giữa các cặp đôi trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Có lẽ do lâu cả hai không dành đủ thời gian cho nhau nên mới nảy sinh hiểu lầm không đáng có. Và sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi tuất trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi giáp tuất. Hôm nay sự mong cầu về tiền bạc thường hay có sự rắc trở gặp rắc rối hoặc tình hình thực tế xảy ra không đúng như mình tiên đoán. Đề phòng có người chơi xấu hoặc cạnh tranh về tranh lợi hoặc tiền bạc với mình trong việc hợp tác không nên bày tỏ hết những ý định của mình dễ bị phản bác từ chối ngày có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa ngày có sự xoay chuyển thay đổi công việc đến kỳ hạn đáo hạn hoặc đang tiến hành thì bị bỏ dở do có tin hoặc có người đến phải giao thiệp tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi nhâm tuất ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ về công việc cũng như về tình cảm gặp gỡ ngày có cuộc vui ngắn Bản mệnh không nên bỏ dở công việc dễ bị khiển trách và ngày tài lập trung bình. Tử vi trong ngày thứ sáu của tuổi canh tuất, hôm nay hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên, đã đến lúc tình thế thay đổi, nên nhận công việc mới nếu có người đến đề nghị hợp tác. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng, nhà cửa. Ngày có tài lộc nhưng hao tốn về cho thiệp, di chuyển. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi Mậu Tuất. Ngày có nhiều công việc, tin tức đến dồn dập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn, ngày có sự đáo hạn, đến hạn định kỳ nên tiến hành công việc, không nên để mất cơ hội và giữ được y tín và ngày có quý nhân giúp đỡ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ: ngọ, mão dần con số may mắn số 23, 46 và số 98. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi hợi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Mão hợi tự hình cảnh báo tuổi hợi nên biết giữ mồm giữ miệng, chứ nên hành xử tùy tiện chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình, kẻo rất dễ vướng vào những chuyện thị phi, chia bè, kết phái, trốn công sở. Thay vì để những vấn đề ngoài lời gây xôn lãng, có thể bạn tập trung hơn nữa vào công việc mình thì hơn. Chẳng những vậy, phương diện tài lập trong ngày này cũng không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm. Bản mệnh này dễ bị người xấu lôi kéo, rót lời đường mật. Còn bạn cứ tin tưởng mù quáng khiến tình hình tài chính rơi vào cảnh khủng hoảng. Ngũ hành thủy vượng nhắc nhở bạn nên đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Nhất là với những ai có tiền sử bệnh thì càng cần phải chú ý hơn. Những bệnh về tiêu hóa, bệnh về đường hô hấp cũng dễ tìm đến bạn nếu bạn cứ tiếp tục duy trì thói quen sinh hoạt thiếu lạnh mạnh gần đây. Và sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi hợi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Tử vi tuổi ất hợi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Hôm nay bản mệnh nên giữ mức độ bình thường của các việc làm trong ngày. Sự bày vẽ thêm chỉ đưa đến kết quả không tốt, ngày có tin buồn và tài lộc trung bình. Tử vi trong ngày thứ sáu của tuổi quý hợi Ngày dễ có sự hiểu lầm hoặc làm ơn mắc oán, bản mệnh không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Mọi việc nên để tự nhiên và cũng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, dễ gặp sự phiền lòng hao tốn. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 cuối tuổi tăng hợi. Hôm nay hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên không nên tăng tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Ngày khó có sự kết thúc trong việc mong cầu và ngày tà lập trung bình. Tử vi trong ngày 18 tháng 10 năm 2024 của tuổi kỷ hợi, ngày có nhiều công việc tin tức đến rất bận rộn và lo toan giải quyết, sức khỏe có bản mệnh không tốt, ngày có tin buồn về công danh, tài lộc, sức khỏe của thân nhân, bè bạn, ngày khó có sự kết thúc như ý. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc các tường trắng, đen, quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần, con số may mắn 12, 44 và số 79. Trên đây là tử vi 12 con giáp trong ngày 18 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với nội dung trên đây, quý cô bác anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn để đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin bổ ích như thế này. Xin chúc quý vị gặp nhiều bình an và may mắn trong cuộc sống xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo